Thứ tư tuần 14 thường niên. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 1 đến câu 7. Rồi Đức Giê-xu gọi 12 môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông. Sau đó là ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gio-an, em của ông. Ông Philip-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô, ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế. Ông Gia-cô-bê, con ông An-phê và ông Ta-đê-ô. Ông Simon thuộc nhóm quá khích và ông Giu-đa-ích-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp người. Đức Giê-xu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Đức Giê-xu đã cần 12 bạn trẻ cộng tác với mình để làm mục tử cho đàn chiên, làm thợ gặt cho mùa lúa chín vàng, làm tông đồ cho một nước Palestine nhỏ bé. Ngài chia sẻ cho họ uy quyền mình có và sứ vụ mình làm. Con số 12 gợi nhớ 12 chi tộc Israel ngày xưa. Giáo hội Ngài thiết lập sẽ là Israel mới, đặt nền trên 12 bàn trẻ. Vào thời Đức Giê-xu, rao giảng nước trời đã đến gần là điều không dễ. Để người ta tin truyền đó, cần phải minh chứng bằng hành động cụ thể, như chữa lành bệnh hoạn và trừ khử thần ô uế. Vào thời nay, rao giảng tin mừng nước trời lại càng không dễ. Rao giảng vẫn phải đi kèm với các việc phục vụ con người, lập một bần xá, bắc một cây cầu, đào một giếng nước, giúp trẻ em nghèo đến trường, đưa người cai nghiện về lại với cộng đoàn, cho các cô gái lầm lỡ có chỗ sinh con và nuôi con. Giáo hội đã làm nhiều việc và vẫn còn bao nhu cầu mới mẻ. Nhưng có một việc mà xã hội hôm nay không biết là mình đang cần. Đó là được giải phóng khỏi những thần ô uế mới đang ám ảnh con người.
ngày xưa đã đi khắp mảnh đất Palestine và đã đặt chân đến những vùng đất mới. Thế giới hôm nay rộng hơn và phẳng hơn xưa. Chúng ta được đấng phục sinh sai đến mọi dân tộc. Các phương tiện truyền thông ngày nay giúp ta dễ dàng làm chuyện đó. Nhưng chúng ta vẫn không quên, trên quê hương Việt Nam, gần 80 triệu đồng bào chưa đón nhận tin mừng. Cha muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi Đức Giêsu con Cha. Xin Cha nhìn đến hàng tỷ người chưa nhận biết Đức Giêsu. Họ cũng là những người đã được cứu chuộc. Xin Cha thôi thúc nơi chúng con khát vọng truyền giáo. Khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc, niềm vui và bình an của mình cho tha nhân, và khát vọng muốn giới thiệu Đức Giêsu cho thế giới. Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất để loan báo tin mừng. Chúng con chỉ xin đến với những người bạn gần bên, giúp họ quen biết Đức Giêsu và tin vào Ngài qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo. Xin Cha cho những cố gắng của chúng con sinh nhiều hoa trái. Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.